Chào mừng quý vị đến với công ty New Star. Đây là cửa hàng trưng bày sản phẩm tại Philadelphia, Pennsylvania. New Star là nhà sản xuất bán trực tiếp bồn làm tranh và các sản phẩm cho tiệm nail. Tất cả sản phẩm bồn làm tranh của New Star đều được sản xuất tại Mỹ. Chất lượng, độ an toàn của sản phẩm đều được thử nghiệm và chứng nhận bởi Cục Kiểm định Hoa Kỳ ETA. Cùng với tất cả linh kiện đều đạt chuẩn an toàn của UL. Hầu hết sản phẩm được thiết kế với 4 mặt bồn có thể mở ra được. Quý vị có thể dễ dàng bảo trì và sửa chữa. Hệ thống Overflow tiết kiệm chi phí và đạt độ tin cậy cao. Overflow thay thế cho Autofill, giúp hạn chế nước tràn ra sàn trong trường hợp quý vị không tắt nước. Hệ thống remote built-in trên cánh tay ghế thay thế cho kiểu remote rời truyền thống. Sản phẩm bồn làm tranh được bảo hành 3 năm cho phần fiberglass, 2 năm cho linh kiện thay thế và 1 năm sửa chữa. Có thể thay đổi màu sắc cho bồn làm tranh. Ngoài ra, công ty chúng tôi có bán thêm dịch vụ tăng thời hạn bảo hành. Với hơn 11.000 square feet tại cửa hàng trưng bày này, công ty có hầu hết các sản phẩm, mẫu cùng với thông tin luôn được cập nhật trên website catalog. Đặc biệt, công ty chúng tôi có nhận sản xuất các sản phẩm gỗ và fiberglass cho nội thất tiệm nail theo yêu cầu riêng về kiểu dáng, kích thước và màu sắc. Chúng tôi có nhận thiết kế bản vẽ mô hình 3D cho tiệm nail.
Mời quý vị tham quan tiệm Beyond Nail Salon. Đây là salon nails mà công ty đảm nhận thiết kế và thực hiện độc quyền. Với đội ngũ thiết kế năng động và chuyên nghiệp, chúng tôi đảm nhận mọi yêu cầu của quý vị. Sản phẩm chúng tôi luôn luôn tạo được sự khác biệt. Chúng tôi có liên kết với các tổ chức tài chính trong trường hợp quý vị có nhu cầu đầu tư cho tiệm nail. Hiện nay, New Store có 4 cửa hàng trưng bày sản phẩm tại Pennsylvania, New York và Illinois, cùng với 25 đại lý bán hàng tại Hoa Kỳ và Canada. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi luôn đồng hành với sự thành công của quý vị.